Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình và cùng các bạn đi đến một cái địa điểm khá là nổi tiếng ở Bình Định, đó chính là chùa Ông Núi. Nơi này thì có cái tượng Phật lớn nhất ở Đông Nam Á luôn đó các bạn. Muốn đi đến cái tượng Phật thì chúng ta phải leo rất là nhiều bậc thang, mà mình cũng không có biết cụ thể nó bao nhiêu bậc thang nữa, nhưng nó rất là cao luôn đó. We'll be right back.
Cuối cùng thì mình cũng leo lên tới sân trước điện tượng Phật rồi các bạn. Công nhận leo lên tới trên này nó mệt lắm luôn đó. Từ trên này thì chúng ta có thể nhìn ngắm biển và những cái làng dân lân cận. Rồi, chúng ta cùng đi dạo một vòng ở tượng Phật nha. Ở bên dưới có một cái điện thờ, chúng ta có thể vào đây lễ bái Phật. Chỗ này thì khách tham quan là chính thôi. Còn một bên của chùa, mình không biết gọi là gì, nhưng mà ở bên đó người ta lễ bái nhiều hơn. Oh, oh, oh.
chỗ này là những cái bậc thang khác. Chúng ta cũng có thể đi lên trên chùa từ những cái bậc thang này và cũng có thể đi về bằng cái đường này luôn. Nhưng mà cái chỗ này nó xa cái chỗ mà mình tới xe lắm đó. Nếu đi đường này về thì mình đi bộ mối luôn, cho nên mình quyết định quay trở lại cái đường cũ và mình trở về luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.